Hàn Quốc và Mỹ đã phóng 8 tên lửa đất đối đất vào sáng 6 tháng 6 ra ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn một ngày trước đó. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, hành động này là một minh chứng cho khả năng và sự sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào nơi bắt nguồn hoặc các trung tâm chỉ huy và hỗ trợ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắn tổng cộng 8 tên lửa đất đối đất thuộc hệ thống tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa cấp chiến thuật lục quân, trong khoảng 10 phút, bắt đầu từ 4 giờ 45 phút giờ địa phương sáng 6 tháng 6 để đáp trả 8 tên lửa do Triều Tiên phóng một ngày trước đó. Vụ phóng trong ngày 6 tháng 6 đánh dấu màn phô diễn vũ lực chung thứ hai của các đồng minh Mỹ-Hàn Quốc dưới thời tân tổng thống Yoon Suk-yeol, người đã tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trước các hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Trước đó, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 5 tháng 6 của Bình Nhưỡng về phía vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên là vụ thử nghiệm vũ khí riêng lẻ lớn nhất. Đó là đợt thử tên lửa lần thứ 18 của Triều Tiên chỉ tính riêng trong năm 2022. Động thái diễn ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc các cuộc tập trận chung. Triều Tiên từ lâu đã cáo buộc các cuộc tập trận quân sự kết hợp của Mỹ và Hàn Quốc là cuộc diễn tập xâm lược và thường đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa. Bình Nhưỡng đã tăng cường nỗ lực nâng cấp chương trình vũ khí của mình trong năm nay, dù đang đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế. Giới chức trách và các nhà phân tích cảnh báo, Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện một vụ thử hạt nhân mới. Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hôm 5 tháng 6, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo chung nhằm thực hiện khả năng phản ứng nhanh và quyết tâm cao độ để chống lại các mối đe dọa.